câu chuyện Kẻ Hợm Hĩnh. Anh gà trống bay lên, đậu trên hàng rào rồi dướn cao đầu lên trời. Anh đang ngắm bầu trời đấy à? Chị vịt thấy thế liền hỏi. Bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ? Gà trống đáp lại và dướn cao đầu hơn. Một khoảng không gian ngu xuẩn, chất đầy hành tinh đến nỗi không còn chen vào đâu được. Một sự luân phiên nhàm chán giữa ngày và đêm. Tất cả những cái đó đã quá quen thuộc. Thế mà từ lâu em không biết anh là một người thú vị đến thế. Anh có những ý tưởng mới cao siêu làm sao? Chị vịt thốt lên. Tôi giang đôi cánh của mình, anh gà trống tiếp tục nói. Tôi sẽ bay cao hơn cả bầu trời, sẽ thách thức với tất cả hành tinh. Và rồi bí ẩn nhưng kiêu hãnh, tôi sẽ quay trở về với biển xanh khôn cùng và... tôi sẽ chìm. Nói đến đây, gà trống chóng mặt mất thăng bằng, ngã nhào xuống vũng nước. Ôi, chị vịt sợ hãi. Anh đang chìm đấy ư? Ừ, đang chìm. Gà trống tức giận. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Thật là thú vị phải không các bạn? Các bạn nhớ click vào nút đăng ký để xem nhiều câu chuyện hay nữa.